Rồi cái nào? W và hai chữ O. Vài con ti cập với ri âm sao cô? Cái gì? Con ti ti cập đó cô, chữ ti cập nó Chữ có chữ tờ á hả? tờ. Dạ. Chữ tờ, một chữ tờ là phải thành chữ giờ. Chữ tờ, một chữ tờ thôi thì phải thành chữ giờ. Đâu rồi chữ tờ của tôi? Đâu rồi? Kanata đây nè, hiểu không? Dạ. Thành chữ giờ nha. Chữ R á, chữ R thì vẫn ra chữ R, muốn liên quan chứ. R. Còn nó có chữ L nữa không? Cái này là của cách đọc. Cái này là của cách tiếng Anh Latin thì chỉ có ra chữ R thôi. Chừng nào có biến âm nói âm lên đó, Yeah. thì anh luôn kiến là luôn. Các bạn muốn mà cho luyện cái phần cái bảng Latin tiếng Hàn này dễ nhất á, là lên đâu biết không? Vô cái bảng hành chính của Hàn Quốc đó. Bản đồ hành chính của Hàn Quốc. Bản đồ hành chính của Hàn Quốc nó sẽ ra tên của các tỉnh rồi các cái quận rồi huyện vân 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 vân. Rồi các bạn sẽ dò thử xem là cái phiên âm Latin của cái chữ đó và cái chữ Hàn, là các bạn sẽ biết cái cách mà nó phiên. Sau này các bạn không biết, các bạn nhìn cái cách đó ta phiên sẵn mình vô. Ở cái mạng của tôi sẽ nó không chạy vậy ta. Ừ. Muốn chạy của các mạng bị gì? Ủa mạng bình thường mà.